Layer 2 trên Ethereum đang được nhắc đến khá là nhiều và nó đang được kỳ vọng sẽ là nhân tố chính của uptrend tiếp theo thay vì là những cái Layer 1 ở năm 2021. Và đặc biệt sắp tới sẽ là bản nâng cấp Decoin của Ethereum thì nó sẽ giúp Layer 2 nó giảm phí giao dịch này cũng như là nhanh hơn rất là nhiều. Và do đó thì các cái dự án Layer 2 đang được mọi người chú ý cũng như là mọi người đang quan tâm rất là nhiều. Và mọi người đang kỳ vọng là sẽ XX tài khoản với lại là những cái dự án Layer 2. Và ngoài việc là chúng ta đổ xô vào những cái dự án Layer 2 khiến cho nó nặng thuyền cũng như là giá nó cao rồi á, thì chúng ta có thể là tìm những cái ngách ở trong từng cái hệ một. Ví dụ như là những cái dự án nó đi đầu trong hệ ở một cái mảng nào đó này, hoặc là những cái dự án tốt ở trong các cái hệ đó thì nó cũng sẽ được hưởng lợi rất là nhiều khi những cái dự án Layer 2 bùng nổ. Và ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về GMX nhé, xem là cái dự án này làm về cái gì và nó có những cái ưu điểm gì khiến nó trở thành một trong những cái dự án nổi bật nhất ở trên Arbitrum, cũng như là chúng ta sẽ biết được những cái thông tin này, rồi là những cái yếu tố xoay quanh nó để mà chúng ta có thể là có cơ sở trước khi chúng ta quyết định là tìm và mua một số đồng coin hay là một số token để mà đón đầu cái update Decoin sắp tới của Ethereum cũng như là hướng tới cái chu kỳ uptrend sắp tới nhá. Và ok, trước khi mà đến với nội dung của video ngày hôm nay, nếu đây là lần đầu tiên mà bạn xem video trên kênh thì rất là mong bạn ủng hộ kênh bằng cách là like video cũng như là ấn đăng ký kênh. Và đây cũng là cách để mà các bạn có thể đón xem được những cái video mới nhất trên kênh nhá. Và ok, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái dự án GMX này nhá. Thì GMX nó là một cái sàn giao dịch phi tập trung giúp các bạn có thể là giao dịch ngay từ ví của các bạn, chứ không nhất thiết là chúng ta sẽ phải chuyển coin hay là chuyển token từ ví của các bạn lên các cái sàn giao dịch tập trung như là Binance, Bybit hay là MXC đúng không? Và điều này thì nó sẽ giúp các bạn bảo toàn được cái tài sản của mình khi những cái sàn giao dịch bị hack hay là phá sản. Ví dụ như là cái sàn MTGOT đã bị hack từ năm 2014 này và đến giờ thì các cái nạn nhân vẫn chưa được trả tiền đúng không? Hay là cái vụ FTX phá sản đúng không? Đó, thì đây là cái ưu điểm rất là lớn của những cái sàn giao dịch phi tập trung. Và do là nó được phát triển ở trên hai cái chain mà có tốc độ rất là nhanh cũng như là phí giao dịch rất là thấp là Arbitrum và Avalanche ấy. Do đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được phí giao dịch này, cũng như là GMX này nó sử dụng cái dữ liệu từ Chainlink và nó tổng hợp giá từ những cái sàn DEX rất là lớn cũng như là nó có cái pool thanh khoản riêng biệt ấy. Do đó thì cái trượt giá của cái GMX này gần như bằng không. Và đây là cái lợi thế rất lớn của cái sàn GMX này so với lại là những cái sàn DEX khác. Và trên sàn GMX này thì các bạn có thể là giao dịch spot cũng như là giao dịch future luôn nhé. Nó khá là tiện đúng không? Thì ở đây các bạn thấy là long này, short rồi là swap này. Đó, thì các bạn thấy là giao diện nó rất là trực quan cũng như là dễ sử dụng đúng không? Và long short ở đây thì các bạn thấy là cái mức đòn bẩy lên tới là 50x nhá. Và để giao dịch thì mọi người chỉ cần kết nối ví, sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện giao dịch ở trên này thôi đúng không? Và ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với lại là một vài thông số về cái sàn GMX này cũng như là những cái điều hay ho khiến nó trở nên rất là quan trọng trong hệ Arbitrum cũng như là nổi bật trong những cái sàn DEX. Thì cái thông số ở đây thì mọi người có thể là nhìn ở trên màn hình luôn nhá, cũng như là mọi người có thể là tìm hiểu kỹ hơn ở trong cái GMX.io là trang chủ của cái sàn này. Mình sẽ đi đến những cái thông số mà nó quan trọng thôi. Và đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái số phí mà nó đã thu được là 183,9 triệu ở trên Arbitrum và 39,9 triệu ở trên Avalanche nhé. Và tổng số là 223.904.876 đô la nhé. Một con số cũng khá là lớn. Và cái điều đặc biệt là cái sàn GMX này nó không có giữ một cái phí nào và nó chia sẻ hết cho những người nắm giữ GMX cũng như là những người cung cấp thanh khoản trên sàn. Và đây là một cái điều mà thu hút rất là nhiều người nắm giữ GMX cũng như là cung cấp thanh khoản trên sàn, khiến cho cái lượng TVL của nó rất là ổn định nhé. Thì sàn này nó không giữ bất cứ cái gì cả, chỉ đến khi mà cái bản V2 nó cập nhật ấy thì nó mới giữ lại 10% để mà nó làm cái quỹ phát triển cũng như là nó xử lý những cái yếu tố liên quan đến sự phát triển của sàn nhé. Nhưng mà hiện tại thì cái V2 đó nó chưa áp dụng nên là bây giờ thì nó vẫn chia sẻ 100% doanh thu luôn. Và tiếp theo đó là cái lượng tổng volume là 117 tỷ đúng không? Tổng số user là 270.450 này. Ở dưới này thì chúng ta sẽ đi đến với cái phần token nhé. Thì cái GMX này nó có hai cái token, đó là GMX và cái token GLP. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái GMX trước.
thì cái giá của GMX hiện tại là 56,47 đô đúng không? Và cái tổng cung của nó là 8.915.246 GMX nhé. Và tổng cái số lượng stake của GMX là 403 triệu đô nhé. Trong đó thì có 6.814.734 cái GMX trên Arbitrum. Còn đâu ở trên Avaland là 321.930 nhé. Tổng là 7.136.665 GMX. Và nó vào khoảng là 80% cái lượng GMX nó được stake lại đó. Nên là lúc trước mình có nói do là nó chia sẻ hết doanh thu cho người dùng nên là cái lượng stake nó rất là cao đúng không? Nó chỉ còn một phần nhỏ là không stake cũng như là ở cái phần là cung cấp thanh khoản thôi. Và cái lượng GMX nó stake nhiều như thế này lên tới 80% ấy thì nó sẽ giúp làm giảm cái áp lực bán ở bên ngoài thị trường đúng không? Thì từ đó thì nó sẽ dễ pump doom hơn. Đó, còn pump hay là doom thì chúng ta không biết được lúc nào đâu đúng không? Tức là khi mà cái lượng GMX bên ngoài ít ý, thì nó sẽ dễ biến động giá hơn đúng không? Khi mà giá nó tăng ấy thì nó sẽ tăng dễ hơn, còn đôi khi mà giá nó mà giảm thì nó cũng sẽ giảm nhanh hơn đúng không? Thì cái việc stake này thì nó sẽ cho thấy rằng là cái lượng người tin tưởng vào dự án cũng như là có cái xu hướng nắm giữ lâu dài đúng không? Còn đâu nếu mà khi mà nó xảy ra một cái phốt gì đó thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, tại vì người ta sẽ thi nhau người ta bán cái token để mà tránh cái việc là panic sell ấy. Tại vì khi mà thấy giá giảm thì mọi người sẽ không stake nữa và mọi người sẽ bán đi, tại vì hôm nay thấy nó lỗ 10%, ngày mai 20% ấy thì người ta sẽ rất là sợ, sợ là tất cả cùng bán, ai mình mà không bán thì người ta cũng gỡ ra, người ta bán thì nó sẽ giá giảm rất nhiều và người ta sẽ lỗ đúng không? Do đó thì nó cũng có cái ưu điểm mà cũng có cái nhược điểm. Do đó thì mọi người cũng cần phải chú ý đối với từng giai đoạn và theo sát dự án nếu như mà các bạn muốn đầu tư nhé. Và những người mà nắm giữ cái token GMX này thì sẽ nhận được 30% doanh thu nhé. Thì doanh thu đến từ việc là phí chơi future này, phí swap spot này hay là phí lệnh qua đêm ấy, nó sẽ chia sẻ 30% cho những người nắm giữ GMX này. Còn đâu thì 70% thì sẽ cho những cái người nắm giữ cái GLP. Và có một cái rất là hay ấy, đó là cái thằng GMX này nó sẽ trả phí cho người dùng bằng đồng ETH đối với lại là hệ Arbitrum, tại vì cái hệ Arbitrum thì nó không có sử dụng cái đồng ARB làm phí mà nó sẽ sử dụng cái ETH là cái trên gốc làm phí nhá. Còn đâu trên Avalanche thì nó sẽ trả bằng cái đồng AVAX rồi. Thì cái này nó sẽ giúp cho là hạn chế cái lượng lạm phát token GMX đúng không? Tại vì nếu mà trả bằng GMX thì nó sẽ gây ra là lạm phát đúng không? Nhưng đây nó sẽ trả bằng cái token gốc luôn. Và khi mà chúng ta stake GMX thì chúng ta sẽ nhận được cái escrow GMX hay còn gọi là ES GMX ấy. Thì cái này nhá, đầu tiên là chúng ta có thể là stake để mà nhận lại GMX nhá. Và cái thứ hai là chúng ta có thể là chuyển đổi nó thành GMX trong vòng là 1 năm nhé. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì ấy, nó cũng là mục đích làm giảm cái lạm phát của GMX. Nếu mà các bạn stake mà các bạn nhận được luôn GMX ấy, thì có thể là những người mà stake nhiều người ta sẽ bán luôn đúng không? Nhưng mà đây sẽ nhận được là ES-GMX thì chúng ta sẽ có lợi khi mà chúng ta tiếp tục stake cái ES-GMX này để nhận được cái đồng GMX nhé. Còn sau đó thì chúng ta có thể là nếu mà không muốn stake nữa thì chúng ta sẽ đổi ra là thành GMX nhưng mà sẽ phải mất 1 năm. Như vậy thì nó sẽ làm chậm lại cái quá trình này đúng không? Thì mục đích nó là giúp cho cái đồng GMX được nhiều người stake lâu hơn đúng không? Và một cái điều hay ho nữa khiến cho người dùng có cái xu hướng là stake GMX lâu hơn đó là có cái điểm multiply này nhá. Thì cái điểm này nó sẽ tương đương với lại là 100% APR nhá. Tức là ví dụ chúng ta stake 1.000 cái GMX này thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái điểm multiply này. Đó. Thì khi mà chúng ta mà stake đủ 1 năm ấy thì chúng ta sẽ nhận được là 100 cái đồng GMX luôn, tức là x2 luôn nhá. Đó thì như vậy thì mọi người sẽ có xu hướng stake nhiều hơn đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta không stake nữa thì cái điểm này nó sẽ bị burn đi nhá. Đó, nên nếu mà chúng ta không stake nữa thì cái điểm này nó sẽ mất đi. Đó, và chúng ta stake càng lâu thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều cái điểm này cũng như là nhận được càng nhiều cái đồng GMX nhá. Và dưới này có một cái hình mô tả việc là một cái ví nào đó stake cái đồng GMX đúng không? Thì ở đây ở cái phần reward này mọi người sẽ thấy rằng là cái lượng ETH này đó tức là cái này stake ở trên Arbitrum nhá thì sẽ nhận được cái 30% reward từ cái phí ETH. Còn GMX này
cũng như là cái escrow và MX lúc trước mình có nói này, đúng không? Rồi là cái điểm POI này, đó. Như vậy thì mọi người sẽ thấy rằng là cái lợi ích của việc stake GMX nó rất là nhiều, đúng không? Thì như vậy thì người ta sẽ có xu hướng là stake nhiều hơn. Rồi, quay trở lại với cái GRP này. Thì cái giá của nó là $1 nhá. Tổng cung là 489 triệu GRP này. Còn cái lượng stake 492 triệu đô, đúng không? Market cap là 492 triệu đô luôn. Còn cái tỷ lệ phần trăm stablecoin ở trong cái GLP này đó là 49,68% nhé. Thì đây là cái cơ cấu của cái thằng GLP này. Thì GLP này nó giống như là một cái rổ tài sản ý. Thì nó sẽ là cái chỉ số trung bình của các cái tài sản ở trong này. Thì ở đây mọi người sẽ thấy trong cái rổ tài sản này thì có là 37,2% là USDC này, 25,09% ETH này, 23,7% là BTC này. Ngoài ra là có 6,82% DAI này, 2,24% là FLUX này, 1,73% là USDC này, 1,67% là USDT này, 0,75% là LINK này và 0,67% là UNI. Thì đây là cái rổ phân bổ tài sản của cái đồng GLP này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là do là nó sẽ nắm giữ các cái token trong này ấy, nên là khi mà các cái token này biến động giá thì cái giá của thằng GLP này nó cũng sẽ biến động theo nhé. Và do đó khi mà các bạn nắm giữ cái đồng GLP này mà các cái token ở trong cái rổ tài sản này nó giảm giá thì các bạn cũng sẽ bị lỗ, đúng không? Đó là cái việc là lỗ tạm thời, tổn thất tạm thời, impermanent loss ấy. Và để mà khắc phục cái tình trạng này ấy, thì ở cái bản V2 sắp tới thì nó sẽ chia nhỏ cái pool ra. Thì bình thường là tất cả các cái token trong này là một pool nhá, tổng như thế. Thì sau này nó sẽ chia riêng ra, ví dụ pool ETH riêng, pool BTC riêng các thứ. Thì như vậy thì nó sẽ giảm cái việc là giá của cái pool đó nó ảnh hưởng đến cái việc hao tổn cái thanh khoản của các bạn nhé. Và từ lúc nãy tới giờ thì các bạn có thấy là mình có nhắc đến những cái điểm mà sẽ thay đổi ở trong cái GMXV2 đúng không? Thì ở một cái video khi mà nó ra cái bản GMXV2 chính thức ấy, thì mình sẽ làm một cái video riêng về cái GMXV2 này. Còn hiện tại thì nó chưa có nên là mình sẽ chỉ có đề cập qua thôi nhé. Thì dự tính là vào tháng 8, đầu tháng 8 ấy, thì bây giờ cũng là cuối tháng 7 rồi, chắc là chúng ta sẽ sắp có cái đấy rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ nêu ra cả những cái ở cái V1 và những cái V2 để mà các bạn có thể là nắm được nó, để mà các bạn thấy được cái sự thay đổi của nó, cũng như là thấy được là nó đã phát triển như thế nào nhá. Và dưới này chính là những cái token mà nó phân bổ ở đây nhá. Và hiện tại thì do là trong cái pool thanh khoản nó có những cái đồng này thôi, nên là chúng ta chỉ được giao dịch những cái đồng này thôi. Và đây là cái hạn chế của cái GMX này, đó là số cái token nó giao dịch quá ít, đúng không? Hiện tại thì có 2, 4, 6, 8, 9 đồng thôi, chứ nó không được phổ biến nhiều những cái altcoin khác, đúng không? Đó, thì đây là một cái điểm hạn chế của GMX nhé. Và như lúc trước mình có nói là 30% cái doanh thu từ phí giao dịch thì sẽ dành cho những người holder GMX, đúng không? Còn lại 70% thì sẽ dành cho những người hold GLP, tức là những người cung cấp thanh khoản trong này này. Thì khi mà chúng ta cung cấp thanh khoản trong này thì chúng ta sẽ nhận được cái điểm GLP mà, đúng không? Đó, nên là toàn bộ doanh thu thì dành cho những cái người mà đóng góp cho dự án rồi. Nên là chúng ta sẽ thấy là cái mô hình nào nó cũng khá là bền vững, đúng không? Và nó thu hút được nhiều người gọi là đóng góp cho dự án hơn. Và một cái hay nữa để mà giúp nhiều người biết đến GMX hơn, đó là nó có cơ chế referral giống như là những cái sàn tập trung, đúng không? Bình thường thì những cái sàn phi tập trung nó không có cái cơ chế referral này đâu, nhưng mà cái thằng GMX này nó có này. Đấy, tức là chúng ta có thể là lấy link rep để mà chúng ta chia sẻ, giới thiệu cho bạn bè hay là bất cứ ai đăng ký dưới link rep của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được là cái Discord như thế này nhá. Đó. Và đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cả người giới thiệu và cả người được giới thiệu thì cũng sẽ nhận được những cái phần trăm discount như thế này nhá. Như vậy thì nó sẽ giúp cho nhiều người chia sẻ để cái dự án này đến nhiều người biết hơn, đúng không? Ok, chúng ta sẽ đi đến với Twitter của GMX một chút. Thì mọi người có thể thấy ở đây thì chúng ta thấy Twitter có 157.000 follow rồi, đúng không? Và ở Twitter thì mọi người có thể là cập nhật được cái thông số về GMX mỗi tuần một lần nhé. Hàng tuần thì họ sẽ cập nhật như thế này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ thấy được cái APR của GMX này, 2% ETH này, đúng không? GRP trên Arbitrum, rồi là GRP ở trên AVAX này, cũng như là Trader Rebate, rồi Affiliate Reward, hay là cái phần trăm của cái fund này, cái quỹ, đúng không? Đó. Rồi là dưới này thì cũng sẽ có những cái cập nhật. Ở đây thì họ cũng có đề cập đến cái bản GMXV2 sắp tới, đúng không? Đó. Thì ở đây thì các bạn sẽ vào tìm hiểu thêm nhé. Mình nói qua thôi.
Chúng ta sẽ đi đến với lại là những cái số liệu và thông tin tiếp theo nhé. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với GitHub thì mọi người sẽ thấy rằng là ở đây thì những cái đóng góp cho dự án thì rất là đều. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Deep cũng như là những cái bên phát triển dự án thì họ rất là đều đặn cập nhật cũng như là phát triển dự án nhé. Đó thì đây là điều khá là đáng mừng. Thì một dự án mà các bạn thấy là nó chả có cái thông tin hay là cập nhật gì mới hàng ngày, hàng tháng hay là hàng năm thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ kiểu như là dự án chết ấy. Ở đây thì vẫn cập nhật rất là thường xuyên luôn. Mọi người sẽ thấy là rất là đều đặn và gần đây thì mọi người sẽ thấy là cập nhật có nhiều hơn này. Đó thì chắc là họ đang hướng tới cái bản V2 đó. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với một vài cái thông số nữa nhé. Rồi thì ở đây thì là cái total volume thì 117 tỷ như lúc trước chúng ta biết rồi đúng không? Rồi là tổng lượng phí là 183 triệu này. Rồi là gọi là PayPool là 491 triệu này, tổng số user này. Cái này thì lúc trước rồi có hết rồi, nhưng mà ở đây cái trang này nó sẽ thống kê kỹ hơn. Đó là cái trang start.gmx.io nhá. Thì mọi người vào cái chỗ là trang chủ này, mọi người vào chỗ ecosystem, sau đó mọi người vào cái chỗ start.gmx.io này nó sẽ ra nhá. Đó mình chỉ rất là chi tiết luôn để mà các bạn có thể là tự mình theo dõi và tự mình cập nhật bất cứ khi nào mà các bạn muốn nhá. Bất cứ những cái gì mà mình chia sẻ từ trước đến nay ấy, thì mình đều công bố cái nguồn cũng như là để cái thông tin cái nguồn đây cho mọi người nhá. Chứ không như nhiều những cái KOL hay là những cái cộng đồng khác là giấu cái này đi để mọi người không biết đúng không? Mình có gì thì mình sẽ chia sẻ hết cho mọi người để mọi người có thể tự check luôn. Như vậy thì nó sẽ giúp ích được mọi người nhiều hơn chứ không nhất thiết phải phụ thuộc vào mình hay là phụ thuộc vào bất cứ một KOL nào nữa đúng không? Rồi, thì ở đây là cái biểu đồ mà volume này thì mọi người thấy là nó tăng rất là đều đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là mặc dù là downtrend cũng như là sau này ấy, nó không phải là cái lượng volume đến từ cái việc là mọi người giao dịch hay là mọi người săn Aerobe ở trên hệ Arbitrum nữa đúng không? Thì cái thời kỳ đầu khi mà Arbitrum nó chưa có ra token ấy, thì người ta sẽ săn Aerobe ở trên hệ Arbitrum thì GMX nó là một cái dự án ở trong đó. Đấy thì nó cũng sẽ được hưởng lợi từ những người săn Aerobe đó. Tuy nhiên thì nếu mà một dự án mà nó không tốt thì sau khi mà săn Aerobe xong, tức là sau khi là cái dự án gốc nó ra token ý, thì người ta sẽ không săn Aerobe nữa, thì cái lượng giao dịch hay là lượng người dùng hay là lượng TVL các thứ nó sẽ giảm. Nhưng mà ở đây thì các bạn thấy volume thì nó vẫn tăng như này, thì chứng tỏ là cái sàn GX này nó cũng khá là tốt và người ta vẫn có xu hướng gắn bó chứ không chỉ là những người vào đây để mà săn Aerobe nữa đúng không? Rồi, ở dưới này là cái biểu đồ về cái pool mà chúng ta cũng có thanh khoản cũng như là giao dịch ấy. Thì cái này thì các bạn xem qua thôi và các bạn có thể là tự xem nhé. Rồi, ở dưới này thì là cái lợi nhuận của trader với lại là thua lỗ này. Đây thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ cập nhật rất là kỹ luôn đúng không? Đó, 29 tháng 7, 30 tháng 7 này, 24 triệu đô lợi nhuận này, còn đâu thì lượng thua lỗ là 30 triệu đô này các thứ đúng không? Và ok, nhân tiện cái chỗ gọi là lợi nhuận và thua lỗ này thì cái sàn GMX nó có cái đặc biệt đó là khi mà các bạn chơi future thì các bạn thắng hay là thua ấy, là các bạn sẽ chơi với lại là những người cung cấp thanh khoản chứ không phải là chơi với sàn như là những cái sàn đất khác về future hay là những cái sàn tập trung nhá. Khi mà các bạn lãi thì những người cung cấp thanh khoản ở trong cái rổ thanh khoản ở đây này là người ta sẽ lỗ nhá. Còn đâu ngược lại nếu mà các bạn có lỗ thì những người này họ sẽ có lãi. Rồi, ở dưới này thì các bạn có thể xem được là lượng daily active user nhá. Đó, hoặc là lượng người sử dụng ấy. Thì gần đây thì BTC đi ngang khá là khó chịu nên là các bạn sẽ thấy rằng là cái lượng user nó cũng giảm đi đúng không? Đó. Tuy nhiên thì thời gian thì các bạn thấy nó cũng khá là đều chứ nó không có sự gọi là sụt giảm nhiều quá đúng không? Rồi, ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với DeFi Llama để chúng ta xem một vài cái thống kê. Thì đầu tiên đó là lượng TVL thì là 579,1 triệu đô nhá. Thì ở đây mọi người sẽ thấy rằng là cái biểu đồ này nó sẽ có cái thông số là TVL này, rồi là staking volume cũng như là cái lượng phí và active user nhá. Ở đây mình bật này để cho mọi người nhìn nó dễ luôn nhé. Đó thì mọi người sẽ thấy rằng là từ cái giai đoạn là hình như là tháng 3 năm 2023 là cái Arbitrum nó ra token đúng không? Đó.
Đó, thì sau khi mà Arbitrum ra token này thì các cái thông số ấy có một vài thông số giảm, nhưng có những cái thông số này nó lại tăng, sau đó nó mới giảm một chút đúng không? Đó. Thì như lúc trước mình có nói ấy, thì GMX nó có cái hay ho của nó, có nó thu hút được lượng người dùng này, nó thu hút được lượng TVL, lượng người cung cấp thanh khoản các thứ ấy. Đó nên là dù là sau khi mà Arbitrum ra token thì lượng người vẫn ở lại với nó chứ không có giảm quá nhiều như là một số những cái dự án mà người ta chỉ sàn Europe đúng không? Đó. Thì ở đây thì mọi người cũng đã thấy được nó trực quan hơn đúng không? Thì từ đó thì mọi người sẽ thấy rằng là cái sàn GMX này nó vẫn được nhiều người sử dụng, cũng như là cái lượng TVL của nó cũng ổn định đúng không? Không bị sụt giảm quá nhiều đúng không? Mặc dù là con số là 579 triệu đô này thì nó không phải là quá lớn, nhưng mà như vậy thì chúng ta có sẽ thấy rằng là nó cũng đang có cái sự ổn định của nó, cũng như là hiểu rằng là cái bản V2 ra thì nó có sẽ thu hút được nhiều nữa không, thì chúng ta sẽ cùng xem đúng không? Thì như hiện tại thì không bị sụt giảm quá nhiều trong downtrend, cũng như là sau cái sự kiện Arbitrum nó ra token thì như vậy cũng là khá là tốt rồi đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem cái TVL của cả hệ Arbitrum nhé. Thì cả cái hệ Arbitrum thì hiện tại cái TVL nó vào khoảng là 2 tỷ đô nhé. Và mọi người thấy rằng là cái TVL của nó thì không có giảm quá nhiều đúng không? Nó tăng lên từ đợt là tháng 3 năm 2023 này. Sau đó thì nó cũng có giảm một chút thôi, nhưng mà không giảm quá nhiều như là các cái hệ khác đúng không? Và mọi người có thể thấy ở đây này. À, thì cái sàn GMX thì hiện tại đang là cái sàn top 1 về TVL ở trên Arbitrum đúng không? Đó, đây là một cái sàn rất là quan trọng, cũng như là nó chiếm cái thị phần lớn nhất luôn. Nó hơn cả những cái sàn rất là nổi ở trên những cái trên khác như là Uniswap hay là IVE hay là những cái dự án khác ở dưới này đúng không? Đó. Thì mọi người thấy rằng là GMX này là một cái dự án rất là quan trọng trên Arbitrum, cũng như là nó là cái nhân tố chính để mà có được cái lượng TVL lớn, cũng như là cái lượng người dùng cho cái Arbitrum này đúng không? Và chúng ta sẽ xét tất cả các cái hệ sinh thái đi, thì mọi người sẽ thấy rằng là Ethereum nó vẫn chiếm cái thị phần lớn nhất là gần 56% đúng không? Tiếp theo là Tron này và BSC, và thứ tư đó là Arbitrum rồi đúng không? Đó, thì Arbitrum nó cũng khá là mạnh so với lại là các cái chain khác đúng không? Và GMX là một cái mạnh nhất ở trong một cái chain đứng thứ tư, thì mọi người thấy là cái tầm của nó cũng thế nào rồi đúng không? Ok, như vậy là một vài thống kê về cái sàn GMX mọi người có thể là chú ý đúng không? Ngoài ra thì mọi người có thể là vào cái phần là ecosystem này, mọi người kéo đây. Thì ở đây mọi người có thể theo dõi được rất là nhiều những cái thống kê và những cái liên quan đến cái GMX này nhá. Tại vì cái này nó rất là dài nên là mình sẽ thôi mình không có thống kê nữa. Mình đã cập nhật những cái quan trọng cho mọi người rồi, thì mọi người có thể xem thêm ở đây nhá. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với lại là phân bổ token của GMX này nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là 30% sẽ dành cho là cái XVX Gambit Mirizen này nhé. Thì ban đầu nó phát triển ở trên cái hệ Binance Smart Chain, thì sau đó nó chuyển sang cái Arbitrum, nên là cái phần này nó sẽ gọi là có nó sẽ mở khóa dần từ cái bên Binance Smart Chain đó sang. Rồi tiếp theo là cái phần liquidity là 15% này. Cái phần dự trữ là 15,1% này, quỹ giá của sàn là 15,1% này, pre-sale là 8,7% nhé, marketing này, partnership là 7,54%, team là 1,88%. Thì mọi người thấy rằng là cái dự án này team nắm khá là ít đúng không? Cũng như là cái doanh thu thì lại chia hết cho user rồi. Thì nên là cái dự án này team khá là hào phóng đấy đúng không? Và một cái thông tin nữa là team của dự án này thì họ ẩn danh nhá, họ không có công bố cái danh tính của team họ. Thì cái này thì mọi người cũng có thể là lo sợ rằng là nó có thể là scam hay là rug pull các thứ bất cứ lúc nào, nhưng mà nếu mà một cái dự án mà phát triển như thế này thì liệu người ta có bỏ hay không đúng không? Đó. Thì các bạn có thể thấy là mặc dù là cái sàn PancakeSwap đấy nó cũng ẩn danh đấy đúng không? Đó. Nhưng mà tất nhiên là ở đằng sau những cái dự án lớn mà ẩn danh thì nó đều là những cái người, những cái gọi là nhân vật mà họ không muốn lộ ra thôi, chứ còn thực sự là họ rất là mạnh ở trong cái thị trường này nên là họ mà không muốn lộ mặt. Đó là một cái mà mọi người cũng cần chú ý đúng không, chứ không nhất thiết là ẩn danh là scam các thứ đâu đúng không? Và cái dự án này thì nó cũng không gọi vốn hay là có quỹ đầu tư gì cả luôn nhá. Ở đây thì cái vòng pre-sale nó bán ở năm 2021 ấy,
nó với giá là 0.82 đô, và Ray được là 900 nghìn đô nhé. Đó, hiện tại đang x68 lần đấy, các bạn thấy là quá khủng khiếp đúng không? Còn cái phần vesting thì đa phần là nó đã unlock hết ra rồi, như cái số liệu ở đây thì mọi người cũng thấy, cũng như là những cái thông số ở trên trang của GMX đúng không? Hiện tại thì gần như là unlock hết rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng xem là nó còn ở những cái phần nào nữa. Từ ở đây mọi người thấy rằng nó chỉ còn unlock cho team nữa thôi đúng không? 3 tháng một lần, mỗi tháng là 10.381 GMX. Nó hiện tại giá thì nó vào khoảng là 581.000 đô thôi. Nó không có cái gì nhiều đáng kể, tại vì cái phần dành cho team này nó cũng khá là ít. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái GMX này nó gần như là full tổng cung hết rồi, nên là chúng ta sẽ không có nhiều áp lực xả nữa nhé. Đó, đó là cái lợi thế. Và khi mà một cái dự án nó có nhiều người nắm giữ này, cộng như là cái nguồn cung nó ra gần hết rồi ấy, thì cái áp lực xả nó không có, thì như vậy thì nó cũng sẽ dễ dàng tăng giá hơn. Và sắp tới thì như lúc đầu mấy video mình có nói là sắp có cái update đề cool của ETH này, cộng với lại là cái chu kỳ uptrend sắp tới nữa. Thì nếu mà Arbitrum nó phát triển mạnh thì cái GMX này nó cũng sẽ có lợi nữa đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại giá của GMX nhá. Thì hiện tại giá của nó đang là 55,8 đô đúng không? Thì mọi người xem cái biểu đồ này, đây là nến ngày này, thì mọi người sẽ thấy rằng là hiện tại thì nó cũng không phải là giá quá đẹp nữa đúng không? Đó, nên là mọi người cũng cần phải cân nhắc nữa nhá. Ví dụ là mọi người mua được dưới này thì nó đẹp hơn, nhưng mà lúc đó thì chúng ta cũng không thể là biết được đúng không? Tại vì sau một thời gian dài, khi mà sau cái thời điểm Arbitrum ra mắt vào khoảng là tháng 3 như này đó, thì nó tăng lên nhờ hiệu ứng Arbitrum lít sàn này, sau đó thì nó hết hot thì nó giảm một mạch xuống như này luôn, thì chúng ta rất khó để mà bắt được những cái chỗ này đúng không? Đó, nên là hiện tại thì Bit cũng đang đi ngang, cũng như là những cái dự án altcoin thì họ không có động lực để mà tăng trưởng nữa, dòng tiền nó không có nữa, nên là ở chỗ này nó cứ loanh quanh ở đây vậy thôi. Đợt vừa rồi nó tăng liên tục lên chỗ này thì cũng là đã tăng một đoạn khá là dài rồi đúng không? Mỗi một cây nến này là một ngày nhá. Đó, nên mọi người cũng thấy là nó tăng khá là dài rồi, nhưng mà mọi người mua ở đoạn này thì cũng khá là nguy hiểm, nên là mọi người cần cân nhắc nhé. Và mọi người cũng xác định cho mình cái chiến lược là mua gọi là chơi ngắn hạn hay là lâu dài nữa nhé. Thì mình đã cung cấp đầy đủ các cái thông tin cho mọi người tham khảo rồi, còn đâu việc quyết định mua hay không hay là như thế nào thì là tùy thuộc mọi người, tại vì có rất là nhiều dự án khác nhau. Mặc dù là cái dự án này trên Arbitrum, nhưng mà ví dụ là trên Ops nó cũng có những cái sàn DEX, và mỗi một cái dự án, mỗi một cái sàn thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau, cũng như là cái thời điểm nó khác nhau nữa. Đó, nên là chúng ta cũng cần phải là căn cứ vào nhiều yếu tố nữa, chứ không phải là chúng ta cứ xem một cái sàn nào đó là chúng ta cứ phải mua đâu đúng không? Đó, thì chúng ta cứ nghiên cứu và theo dõi nhé. Thì các bạn cứ list cái đồng GMX này vào cái danh sách follow để mà các bạn theo dõi nó. Đấy, ví dụ sau này bit sập nó giá xuống dưới này đẹp thì các bạn có thể mua chẳng hạn. Đấy là ví dụ đấy nhá. Còn đâu mình không biết được là bao giờ bit sập hay là sập hay không. Và các bạn thấy là vốn hóa thị trường của GMX thì hiện tại đang là gần 500 triệu đô đúng không? Và lúc đỉnh điểm của nó thì vào khoảng là 770 triệu đô. Bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh với lại là một cái sàn nó cũng tương tự như là sàn GMX, đó là cái sàn DIDX đúng không? Một cái đối thủ gọi là gần như là trực tiếp đấy. Sàn DIDX này là một cái sàn cũng khá là nổi, cũng như là nó cũng có khá là nhiều user các thứ. Cái vốn hóa thị trường của nó hiện tại là 320 triệu, nó thấp hơn cả GMX nhé. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái vốn hóa thị trường lúc cao nhất của cái sàn DIDX này, nó vào khoảng là 1,49 tỷ nhé. Ở đây là cái thời điểm là tháng 9 năm 2021, lúc thị trường uptrend đúng không? Và lúc này thì cái sàn DX này nó mới ra, và giá của nó tăng trưởng rất là mạnh, và vốn hóa của nó là đạt tới 1,49 tỷ đúng không? Và bây giờ chúng ta ví dụ là cái sàn GMX đi, nó sẽ đạt được cái mức vốn hóa như là cái mức vốn hóa của DIDX lúc uptrend năm 2021 đi, thì là 1 tỷ rưỡi đúng không? Tầm đó. Thì bây giờ vốn hóa của GMX đang là 500 triệu, thì có thể là x3 lần vốn hóa nữa thì sẽ bằng cái vốn hóa của DIDX lúc mà nó uptrend đúng không? Đó, thì qua đó thì mọi người cũng có thể là ước lượng rằng là chúng ta cũng không có thể kỳ vọng quá cao vào GMX được, tại vì cái vốn hóa 500 triệu ở cái thời điểm downtrend này nó cũng khá là lớn. Mặc dù chúng ta không thể biết được rằng là thị trường sắp tới thì nó có thể là bùng nổ đến cỡ nào đúng không? Ví dụ là nó có thể là bùng nổ hơn thì những cái sàn DEX nó được chú ý hơn chẳng hạn,
hay là dòng tiền đổ vào Arbitrum nhiều hơn thì nó có thể là có mức vốn hóa cao hơn. Nhưng mà các bạn cũng rất khó để mà có thể là kỳ vọng x 10 hay là mấy chục lần với gamma x được, đúng không? Tại vì chúng ta cũng phụ thuộc vào cái gamma x này, nó là một cái sàn deck thôi, nó không phải là một cái layer 1 hay là một cái layer 2 nào, đúng không? Mà nó có thể là có cái mức vốn hóa quá cao được, đúng không? Tất nhiên là có sàn deck, ví dụ như là cái sàn Uni thì cái vốn hóa của nó rất là khủng rồi, nhưng mà rất là khó để mà có thể là đạt được mức cái vốn hóa như là của Uniswap, đúng không? Đó thì để mà có thể là có cái mức vốn hóa nó cao như vậy thì các cái sàn này nó sẽ phải cố gắng rất là nhiều, cũng như là rất khó để mà đạt được cái mức đó. Còn cái mức là hơn 1 tỷ đến tỷ rưỡi này thì có thể là đạt được nhé. Thế nên là mọi người cũng có thể là target cái lợi nhuận của GMX nó phù hợp một chút nhé, chứ còn đừng có kỳ vọng quá cao, đúng không? Thì đó là cái ý kiến của mình cũng như là cái dự đoán thôi. Còn dự đoán thì nó có thể đúng, có thể sai nhé. Nên là mọi người cũng có thể là theo dõi và cân nhắc thêm nhé. Và ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau gọi là cập nhật về cái dự án GMX, đúng không? Một cái dự án khá là hot ở trong cái hệ Arbitrum, một cái layer 2 cũng khá là hot, đúng không? Đó. Và chúng ta cùng hướng tới cái bản nâng cấp của ETH sắp tới là Decon, cũng như là Upchain sắp tới layer 2 có thể là sẽ thay thế layer 1 ở cái chu kỳ trước, đúng không? Thì như vậy thì nếu mà dự án này nó vẫn phát triển tốt, cũng như là cái bản cập nhật V2 sắp tới của nó ok, thì nó sẽ vẫn có cái tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên thì cái giá hiện tại nó cũng khá cao nên mọi người cũng cần phải cân nhắc nhé. Mọi thứ thì mình chia sẻ cho mọi người rồi, còn quyết định sẽ vẫn là ở mọi người nhé. Và nội dung của video thì mang tính chất là chia sẻ thông tin thôi, không phải là khuyên đầu tư. Là chúng ta cũng cần phải cân nhắc nhiều nhiều đồng coin khác, cũng như là nhiều yếu tố khác nhau nữa nhé, cũng như là cái thời điểm của nó nữa nhé. Và nếu mà có gì mà đóng góp cho dự án này thì rất là mong mọi người để lại dưới phần bình luận của video, cũng như là nếu mà có thắc mắc gì thì cũng để lại dưới phần bình luận thì mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Hoặc là các bạn có thể là join vào nhóm Telegram, mình để cái link ở dưới phần mô tả nhé, để mà chúng ta cùng nhau thảo luận về cái dự án GMX hoặc là bất cứ một cái dự án nào khác, đúng không? Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Chúc mọi người sẽ có lợi nhuận tốt ở trong cái thị trường crypto này. Và đừng quên ấn like video cũng như là ấn đăng ký kênh HTD Research để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại ở những video sau.